Phát biểu tại tiệc chiêu đãi trưa ngày 15 tháng 11 do Tổng thống Indonesia Joko Widodo mời các đại biểu tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn một tháng trong thời gian World Cup diễn ra. Ông Infantino cho rằng bóng đá không chỉ là một môn thể thao, nó có tác động xã hội rất lớn, đó là niềm đam mê, lòng khoan dung, sự hòa nhập và giáo dục. Vì thế, World Cup là cơ hội để gắn kết mọi người lại với nhau trong hòa bình và tận hưởng điều gì đó vô cùng cần thiết trong thời kỳ hỗn loạn mà chúng ta đang sống. Ông đề nghị hai bên ngừng bắn tạm thời trong một tháng khi diễn ra World Cup, hoặc ít nhất thực hiện tại một số hành lang nhân đạo hoặc đối thoại như một bước đi đầu tiên cho hòa bình. Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, đội tuyển Nga bị loại khỏi vòng playoff tranh vé vớt dự World Cup 2022. Ông Infantino cũng cho biết, bóng đá là môn thể thao thể hiện sự đoàn kết, là động lực tốt, dù FIFA hiểu rằng bóng đá không thể giải quyết các vấn đề của thế giới